Một bài chia sẻ rất hay của một đại tá quân đội rất đáng để chúng ta chia sẻ. Phạm Đình Trọng là một nhà văn, nhà báo, nhà thơ, một đại tá sĩ quan thông tin của quân đội Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông đã vĩnh biệt Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2009 để trở thành một cây bút phản biện chế độ xuất sắc. Sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông nhận định: ngày 30 tháng 4 năm 1975 mang đến mất mát, uất hận lớn như vậy cho cả triệu người Việt Nam, làm sao có thể gọi là ngày giải phóng? Với biến cố 30 tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn người dân miền Nam trở thành người tù trong những trại tập trung cải tạo. Hàng triệu người thân của họ phải bỏ nhà cửa êm ấm, bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, lất thất đi lưu đày nơi đầu rừng cuối bãi hoang vu khắc nghiệt, với cái tên trá hình là đi xây dựng khu kinh tế mới. Sau đó, ông vứt tất cả huân chương, huy chương của chế độ vào thùng rác. Bộ máy truyền thông của Cộng sản ra sức bôi nhọ ông, nhưng ông lại trở thành một kẻ sĩ Bắc Hàn, phản biện quyết liệt và đầy tri thức. Cuốn Rừng và Biển và Sự Tích Đạo kết hợp khoa học với trữ tình được bạn đọc trẻ ưa thích. Cuốn sách Thời Nghịch Lý tô đậm thời sự nóng hổi đất nước, gây nhiều tranh cãi. Bài báo Tiếng Hà Nội của ông làm xôn xao giới giáo dục và học sinh. Nhưng bài báo dài gây phản ứng mạnh, đồng tình mạnh mẽ mà phản ứng cũng gay gắt là Ăn Mày Dĩ Vãng trên trang mạng Talawas, đề cập đến cuộc vận động học tập đạo đức Hồ Chí Minh mà tác giả cho là giả dối, một vở kịch suy đồi đầy tính chất đạo đức giả. Gần đây nhất, ông có bài bình luận sâu sắc về Luận Cương Khai Sáng của tác giả Nguyễn Gia Kiển, gửi thư cho ông Nguyễn Tấn Dũng góp ý, kiến nghị, chất vấn nhân danh một công dân về những chuyện lớn lao của một quốc gia, từ chống tham nhũng đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc, về chủ trương nguy hiểm tệ hại khai thác bauxit Tây Nguyên, vân vân và vân vân. Xin giới thiệu với các bạn một bài viết xuất sắc của một con người có tâm và tầm, một con người yêu nước thật sự đã từ bỏ đảng để trở về với nhân dân. Bài viết Nhà nước cai trị. Theo chiều dọc thời gian, lịch sử loài người đã có nhà nước nô lệ, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản. Theo chiều ngang không gian, trong thời đương đại chúng ta đang sống, lại có hai loại hình nhà nước là nhà nước phục vụ và nhà nước cai trị. Nhà nước phục vụ là nhà nước từ dân, của dân, do dân. Bằng tài trí của mình, người dân tự do ứng cử để được bầu chọn vào vị trí quản lý nhà nước. Bằng lá phiếu thực sự tự do, người dân bầu chọn hiền tài trong dân, tìm ra người tài trí lãnh đạo nhà nước. Nhà nước từ dân, nhà nước lại hướng về dân, phục vụ mọi nhu cầu chính đáng của dân và bảo đảm mọi nhu cầu cho sự hoạt động lành mạnh của một xã hội dân sự. Lợi ích của dân là lý do tồn tại của nhà nước phục vụ. Những lợi ích mang lại cho dân, cho nước là chỉ số về năng lực, hiệu quả của nhà nước phục vụ, và người dân căn cứ vào chỉ số đó để tỏ thái độ với nhà nước bằng lá phiếu tín nhiệm, bằng biểu tình, bằng phán quyết của cơ quan dân cử để duy trì hay phế truất nhà nước. Từ lập pháp, hành pháp đến tư pháp của nhà nước phục vụ đều tập trung vào việc bảo vệ và nâng cao phẩm giá con người của người dân. Người dân được đưa lên vị trí chủ thể của nhà nước và chủ thể của xã hội. Quan chức nhà nước chỉ là công bộc, là người làm thuê của chủ thể nhân dân, là hiện tại của dân. Nhà nước đó là tinh hoa, là tầm vóc, là khí phách của giống nòi, là đại diện xứng đáng của một giống nòi trước nhân loại. Đó là những nhà nước dân chủ. Nhà nước cai trị là nhà nước hình thành
từ bên ngoài dân áp đặt cho dân bằng lừa dối và bạo lực. Nhà nước cai trị buộc người dân phải cam chịu sự áp đặt đó. Một thế lực từ bên ngoài dân đã sắp đặt phân chia cho nhau các vị trí quyền lực nhà nước, rồi biến dân thành những robot cầm lá phiếu đi bầu cử theo lập trình, theo tài sản đặt sẵn của thế lực cầm quyền, để hợp thức hóa cho sự cai trị áp đặt. Các chế độ độc tài đều phải thiết lập duy trì một nhà nước cai trị, và nhà nước cai trị ở chế độ độc tài cộng sản là tinh vi nhất, khắc nghiệt nhất, chà đạp lên phẩm giá con người, cả thể xác lẫn tâm hồn, độc ác nhất, man rợ nhất. Những năm tháng này trong dân gian ta có câu thành ngữ mới khái quát về một đặc tính, một lối hành xử của nhà nước cộng sản cai trị Việt Nam là hèn với giặc, ác với dân. Những gì đã diễn ra ở Hoàng Sa năm 1974 và ở biên giới Bắc từ năm 1979, ở Trường Sa năm 1988, ở Biển Đông những năm tháng qua, đủ để người dân nhận ra tên giặc truyền kiếp của giống nòi Việt Nam, của lịch sử Việt Nam lại đang hiện hiện, lại đang thách thức dân tộc Việt Nam. Nhưng với nhà nước cộng sản cai trị Việt Nam, một nhà nước của giai cấp vô sản thế giới chứ không phải nhà nước của dân tộc Việt Nam, thì tên giặc truyền kiếp đó lại là bàn vàng, ý thức hệ của nhà nước cộng sản. Chỉ riêng điều này đã là minh chứng vững chắc, hiển nhiên, đánh thép rằng nhà nước cộng sản từ cốt lõi đến hình hài hoàn toàn không phải là nhà nước của giống nòi Việt Nam. Đó chỉ là nhà nước cai trị áp đặt cho nhân dân Việt Nam ở một thời đại đau đớn, tủi nhục nhất của lịch sử Việt Nam mà thôi. Nhà nước cộng sản Việt Nam chỉ là một nhà nước chiếm đóng, một nhà nước cai trị giống như Nam Hán ở thế kỷ thứ nhất, nhà Đông Hán thế kỷ thứ 10, nhà Minh thế kỷ 15 cai trị nước ta. Không phải nhà nước của dân tộc Việt Nam, lợi ích của nhà nước cộng sản cai trị hoàn toàn khác với lợi ích của người dân Việt Nam bị trị. Vì lợi ích của nhà nước cộng sản cai trị Việt Nam đã gây cho nhân dân dân tộc Việt Nam hết tội ác này đến tội ác khác. Tội ác cải cách ruộng đất, tội ác nhân văn giai phẩm, tội ác cắt đôi đất nước, cắt đôi giống nòi, rồi đẩy hai nửa giống nòi cùng mang dòng máu Việt của mẹ Âu Cơ vào cuộc nội chiến đẫm máu. Tội ác lùa hàng triệu trí tuệ, tâm hồn Việt Nam không cùng ý thức hệ cộng sản vào tù, múc mùa không bản án. Tội ác tiêu diệt một nền văn minh công nghiệp, văn minh đô thị, tiêu diệt nền sản xuất công nghiệp hiện đại, mang khát vọng dân tộc, để rước về một nền công nghiệp lạc hậu với công nghệ phế thải của tàu cồng. Biến đất nước Việt Nam thành bãi rác công nghệ của tàu cồng. Tội ác đầy đọa, chia rẽ, ly tán dân tộc, biến đất nước Việt Nam, đất đai hoa màu, trời đời chim thành một nhà tù khổng lồ, tạo nên dòng người phải trốn bỏ ngục tù cộng sản đi tìm tự do, gây nên thảm họa gần nửa triệu người phải bùi xác đáy biển. Tội ác coi dân như kẻ thù, coi mạng sống của dân chỉ như sự sống của con ong cái kiến, tùy tiện đánh giết dân. Mỗi năm có hàng trăm người dân lương thiện đã bị đánh chết trong đồn công an, trong trại giam. Tội ác phá hủy, hủy hoại các giá trị đạo đức văn hóa Việt Nam, làm tha hóa con người Việt Nam, biến đổi con người Việt Nam sáng tạo, trung thực và yêu thương thành những con người công cụ tàn ác và giả dối. Tội ác cắt nửa thác bản dốc kỳ vĩ ở Cao Bằng, cắt cả bức tường thành cộng nước sừng sững của lịch sử Lạng Sơn dâng cho tàu cộng. Tội ác mang lợi ích của đất nước, của giống nòi đánh đổi lấy lợi ích của Đảng Cộng sản. Tội ác ký những cam kết ràng buộc dân tộc Việt Nam vào thân phận chư hầu của tàu cồng, ký những cam kết mở cửa đón tàu cồng vào ém quân ở những vùng đất chiến lược như dải rừng đầu nguồn rộng lớn ở Tây Bắc, nóc nhà Tây Nguyên, cạn nước sâu vùng Án, dải đất ven biển miền Trung.
Tội ác đưa nền kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào tàu cộng, ngày càng ngập trong bẫy nợ của tàu cộng. Không sao kể xiết của tội ác nhà nước Cộng sản cai trị suốt hơn nửa thế kỷ qua. Với những tội ác Trúc Lam Sơn không ghi hết tội, nhưng nhà nước Cộng sản cai trị vẫn ngạo nghễ, ngạo ngược tồn tại, vì nhà nước Cộng sản cai trị vừa vô pháp vô luân, cai trị bằng bạo lực chà đạp lên pháp luật, ngang nhiên tước đoạt quyền con người và quyền công dân của người dân, cho an ninh đến bao vây chặn cửa nhà dân, không cho người dân ra khỏi nhà tham gia những hoạt động bình thường, chính đáng và hợp pháp của công dân. Tùy tiện bắt dân, đánh dân trong cuộc biểu tình ôn hòa, hợp pháp ngày 10 tháng 6 năm 2018 và 17 tháng 6 năm 2018, phản đối luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng diễn ra rầm rộ từ Bắc đến Nam. Hàng ngàn người dân bị bắt giam phi pháp, bị công an nhà nước Cộng sản cai trị đánh đòn thù. Công dân trẻ Nguyễn Minh Kha vừa bước vào tuổi 18 ở Phan Rí, Bình Thuận, bị đánh đến cận kề cái chết, đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Công dân Trịnh Văn Toàn, 32 tuổi, bị đánh chấn thương sọ não ở nhà giam Dã Chiến, dựng lên trong sân Tao Đàn, quận nhất Sài Gòn. Vừa cai trị bằng bạo lực vô pháp vô luân, vừa cai trị bằng tự tạo ra thứ luật pháp phản con người, phản tiến hóa và vô cùng nghiệt ngã với dân. Nhà nước Cộng sản cai trị dành tối đa công sức xây dựng luật pháp, tước đoạt những giá trị làm người của người dân, tước đoạt sức mạnh của nhân dân, tài sản của dân, tài nguyên của nước, bị luật hóa thành tài sản riêng của nhóm quyền lực cai trị. Luật pháp nhà nước cai trị chỉ tập trung vào hai điều: một là tước đoạt giá trị làm người của người dân, mà luật an ninh mạng là dẫn chứng mới nhất, rõ nhất. Tôi sẽ có bài viết riêng về bộ luật mang tên an ninh mạng, nhưng thực chất chỉ là bộ luật an ninh đảng. Ở đây chỉ nêu ngay một ý nhỏ là cách mạng công nghiệp và cách mạng tư sản dân quyền thế kỷ 18 đã đánh thức ý thức cá nhân trong mỗi con người. Được khơi dậy với ý thức cá nhân, con người có mặt trong cuộc đời là những cá thể riêng biệt, không còn lẫn lộn trong bầy đàn nữa, là những cái tôi nhỏ bé nhưng lấp lánh. Cái tôi có mặt ở hạ tầng xã hội thì ở thượng tầng kiến trúc pháp luật liền ghi nhận quyền của những cái tôi cá nhân làm chủ cuộc đời mình, và quyền của những cái tôi công dân làm chủ đất nước mình. Đó là điều đã diễn ra ở những nhà nước phục vụ từ thế kỷ thứ 18 đến cách mạng công nghệ thông tin cuối thế kỷ 20, đã nâng những cá nhân lên thành những người khổng lồ mang tầm vóc vũ trụ, và pháp luật nhà nước phục vụ một lần nữa lại mở rộng quyền của những cá nhân trong không gian vũ trụ mà nền văn minh tiên học mở ra. Đã bước sang thế kỷ 21, nhưng luật an ninh mạng, cụ thể là luật an ninh đảng núp dưới cái tên luật an ninh mạng của nhà nước Cộng sản cai trị Việt Nam, vẫn không nhìn nhận những quyền cơ bản của con người như quyền có đời sống riêng tư, có thế giới riêng của cái tôi, quyền riêng tư, quyền tiếp nhận thông tin, quyền tự do ngôn luận, quyền có tư tưởng chính kiến riêng, quyền tự do công khai bộc lộ tư tưởng chính kiến đó, quyền làm chủ đất nước, quyền hạch tội, lên án và phế truất những công bộc được công dân trao quyền lực nhà nước, được nhận lương cao của dân, được hưởng ơn dày của nước, nhưng chỉ làm những việc hại dân hại nước. Bộ luật hình sự với những điều 79, 88, 258 đã dán băng keo biệt mồm, bưng mắt, dán tai người dân, thì nay luật an ninh mạng núp dưới tên với những điều 2, điều 8, 2, 15 lại dán thêm một lớp băng keo đen lên mồm, lên mắt, lên tai của người dân. Hai là làm luật biến quyền lực của dân thành quyền lực của nhà nước cai trị, biến tài sản của dân, tài nguyên của nước thành tài sản của nhà nước cai trị.
Nhà nước cai trị thực chất chỉ là một nhóm lợi ích lớn nhất trong những nhóm lợi ích đối lập với lợi ích nhân dân do nhà nước cai trị tạo ra. Luật pháp, nhà nước cai trị không cho những nhóm dành cho những nhóm cai trị nhiều đặc quyền, đặc lợi, mà còn tước đoạt quyền lực của dân, tước đoạt tài nguyên của nước giao cho nhóm lợi ích cai trị. Hiến pháp năm 2013 với điều 4, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, đã tước đoạt quyền lực của dân do tự do bầu chọn lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, giao quyền lực đó cho Đảng Cộng sản, nhóm lợi ích lớn nhất trong nhà nước cai trị. Điều 53, đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, đã tước đoạt quyền sở hữu tài sản đất đai của người dân, giao tài sản lớn nhất của người dân là đất đai cho nhóm lợi ích cai trị. Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cho thấy nhà nước cai trị đã xây dựng cả những bộ luật mang tài nguyên đất đai lãnh thổ của nước ta ra để đánh đổi lấy sự bảo đảm từ nhà nước thực dân, chủ nợ đại Hán cho sự tồn tại của nhà nước Cộng sản cai trị Việt Nam. Cách mạng công nghệ liên tiếp diễn ra với nhịp độ ngày càng gấp gáp, dồn dập. Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng biến động không ngừng, đòi hỏi sự nhạy bén, thích ứng không ngừng của nhà sản xuất kinh doanh. Trong sự biến đổi đó, những nhà đầu tư công nghiệp thực phẩm thực sự chỉ nhằm lợi nhuận kinh tế, không cần thời gian thuê đất 70 năm, 99 năm. Chỉ kinh doanh bất động sản hoặc núp bóng kinh doanh nhằm mưu đồ chiếm đất đai lãnh thổ mới cần thời gian thuê đất lâu dài để thay sắc tộc, thay dòng máu, thay màu cờ mảnh đất thuê. Chỉ có khát vọng đất đai lãnh thổ mới cần đến quyền chuyển nhượng, quyền thừa kế mảnh đất thuê. Chỉ có đầu óc thực dân mới cần mảnh đất thuê 99 năm cùng với quyền chuyển nhượng kế thừa. Đáp ứng mọi đòi hỏi về mưu đồ đất đai lãnh thổ của thực dân chủ nhờ đại Hán, luật đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thực chất chỉ là văn bản hợp thức hóa việc cắt đất dân nhượng cho thực dân chủ nợ đại Hán mà thôi. Chủ nghĩa thực dân cũ và thực dân mới đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ lịch sử từ giữa thế kỷ trước. Ngày nay, với sự trỗi dậy của nhà nước Đại Hán, trong túi đã rụng rỉnh tiền, trong dạ luôn thèm khát đất đai, lãnh thổ và trong đầu luôn thôi thúc ý chí cai trị thiên hạ, thì cũng là lúc trỗi dậy một nhà nước thực dân kiểu mới. Nhà nước thực dân chủ nợ Đại Hán không những là con nợ kinh tế, mà với cam kết thành đô năm 1990, nhà nước Cộng sản cai trị Việt Nam còn là con nợ chính trị của nhà nước thực dân chủ nợ Đại Hán, làm ra cả một bộ luật mở đặc khu kinh tế ở ba vùng đất đẹp, ba vùng đất hiểm Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Không phải từ đòi hỏi của nền kinh tế Việt Nam, mà chỉ là sự vâng lời trước đòi hỏi của nhà nước chủ nợ thực dân Đại Hán, là văn bản thế chấp của con nợ với chủ nợ mà thôi. Những nhà đầu tư thực sự vì mục đích kinh tế cũng không chọn chốn tù túng Vân Đồn, không chọn nơi đã quá chen chúc, quá chật chội và quá đắt đỏ Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc chỉ có hai giá trị nổi trội. Giá trị nổi trội dễ thấy nhất của Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là kinh tế du lịch. Đó là nơi rừng thẳm, núi biếc soi bóng xuống biển cả hùng vĩ, nơi lung linh thơ mộng của núi non gặp hùng tráng, kỳ vĩ của biển cả. Đang là thời của du lịch, thời của những dòng người bất tận đi khám phá vẻ đẹp tự nhiên của thế giới và khám phá vẻ đẹp dân dã ở những nền văn hóa của loài người. Ngành du lịch đang là thời thượng và biết khai thác du lịch bền vững, thì Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, siêu hạng.
Chỉ làm kinh tế du lịch thì không cần đặc khu kinh tế, càng không cần thời gian thuê đất 70 năm, 99 năm. Nhưng mượn cớ đầu tư kinh doanh để làm chủ mảnh đất chiến lược mới cần đặc khu. Mượn cớ du lịch để di dân chiếm đất mới cần quyền chuyển nhượng, quyền kế thừa mảnh đất thuê, mới cần thời gian thuê đất là 70 đến 90 năm. Càng lâu càng tốt, càng lâu càng nhiều cứt trâu hóa bùn. Nhưng giá trị lớn nhất, đặc biệt nhất của Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc là giá trị quân sự, giá trị quốc phòng. Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc thực sự là những yếu huyệt trong phòng thủ của đất nước với Việt Nam, nhưng cũng là những đầu cầu đổ bộ của quân xâm lược thôn tính Việt Nam. Khi đó, Bắc Vân Đồn, Phú Quốc sẽ là những cứ điểm quân sự liên tiếp với Tây Nguyên, với vùng án Hà Tĩnh mà tàu Cồng đã làm chủ, liên kết với căn cứ tàu ngầm hạt nhân Du Lâm trên đảo Hải Nam, liên kết với hạm đội Nam Hải ngoài biển Đông, liên kết sự kiện bãi chữ thập trong quần đảo Trường Sa, liên kết với căn cứ quân sự trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, thì cả dải đất Việt Nam đã không nằm gọn trong tay thép của tàu Cồng. Trước mắt, đó là chỗ dựa, là điểm tựa cho nhà nước Cộng sản cai trị Việt Nam. Vũ TV xin tạm ngưng câu chuyện tại đây, sẽ tiếp tục hầu chuyện quý vị trong một bản tin tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.